Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì được gặp lại tất cả các bạn trong channel của mình. Như các bạn cũng đã biết, Tử Vong là tên gọi chung mà chính quyền thế giới dùng để gọi cho bốn vị thuyền trưởng mạnh mẽ, quyền lực nhất trên tầng thế giới. Bốn người này có đủ mọi thứ mà bất cứ tên hải tặc nào cũng đều mong muốn, từ của cải, sức mạnh, thậm chí là cả quyền lực về mặt chính trị. Mỗi người họ mang một sức mạnh to lớn mà khiến chính quyền thế giới phải dè chừng. Các tử hoàng cai trị nửa sau của vùng biển Grand Line hay là tân thế giới với sự ban trưởng quyền lực và kiểm soát hàng chục nhóm hải tặc và các hòn đảo khác nhau. Vậy điều gì xảy ra khi ta đánh bại một tử hoàng? Câu trả lời là khi ta đánh bại một tử hoàng thì ngôi vị tử hoàng hiện tại sẽ thuộc về người đã đánh bại vị tử hoàng đó. Đơn cử như là việc rau đen lên ngôi tử hoàng sau khi xuất hiện tại tầng chiến thượng đỉnh ở Marineford và đánh bại tử hoàng rau trắng đột chiếm năng lực trái ác quỷ của rau trắng. Một số sự việc nữa sẽ xảy ra khi đánh bại một tử hoàng là một số hòn đảo đặc dưới sự bảo trợ của tử hoàng đó sẽ bị chiếm bởi tử hoàng mới. Một số hòn đảo khác của tử hoàng cũ bảo trợ dưới tên của mình sẽ bị cả hải tặc hay là các tử hoàng còn lại chiếm và đặt dưới sự bảo trợ của người chiếm giữ. Đơn cử như là hòn đảo của người cá đã bị tử hoàng Big Mom chiếm giữ sau khi tử hoàng rau trắng mất và đặt dưới sự bảo trợ của mình bắt họ cung cấp những vật phẩm để đặt dưới sự bảo trợ đó. Những hòn đảo được đặt dưới sự bảo trợ của tử hoàng sẽ không lo sợ sự đánh chiếm của các hải tặc khác, còn những hòn đảo không có sự bảo trợ của tử hoàng sẽ thường xuyên bị đánh chiếm bởi các hải tặc. Nếu một hòn đảo được đặt dưới sự bảo trợ của một tử hoàng hay hải tặc thì phải treo lá cờ của tử hoàng hay hải tặc đó. Đây cũng là việc mà Luffy từng làm ở đảo người cá khi tuyên chiến với tử hoàng Big Mom. Một số thông tin lầm lạc khác về các tử hoàng có thể bạn đã biết. Tử hoàng cuộc tay mạnh nhất trong lịch sử One Piece cũng như là người đàn ông tăng tật mạnh nhất thế giới, danh hiệu này thuộc về tử hoàng Shan. Vì tử hoàng có nhiều chồng, nhiều con nhất trong lịch sử One Piece, cũng chính là tử hoàng nữ duy nhất trong One Piece, danh hiệu này thuộc về tử hoàng Big Mom. Với 43 đời chồng, 46 người con trai và 39 người con gái, tử hoàng sở hữu năng lực trái ác quỷ nhiều nhất trong lịch sử One Piece, danh hiệu này thuộc về tử hoàng rau đen. Tử hoàng được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới One Piece chính là tử hoàng rau trắng. Tử hoàng giới ngu nhất One Piece cũng như là sinh vật mạnh nhất thế giới, danh hiệu này thuộc về tử hoàng Kaido. Trên đây là những điều sẽ xảy ra khi ta đánh bại một tử hoàng. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy cho mình biết ở phần comment bên dưới nhé.